Hello. What? Can you turn on your camera, please? Right? Sao camera của con không mở lên? Right. Do you have book? And pen. Right. That's really good. That's not pen. What is it? Lego. Đồ chơi của con hả? Yes. Wow. Bạn Dũng ơi, con có thể kéo cái màn ở phía sau lại một chút được không? Của con bị chói nắng quá nè. Còn không quay ngược lại cho cô được không? Rồi, mở mở đèn lên cho nó sáng nha. Không có học trong bóng tối nha. Ok. Rồi, tốt hơn rồi. So, what is that toy? Can you tell me about it? Kể cho, nói cho cô biết là đồ chơi đó là... A pen. Cái bút hả? Wow. Có mua đâu? Lego. How much? Lego. Có mua bao nhiêu? Một Có mua trăm bao ngàn cái. nhiêu? 100.000 một Trăm cái. Wow, mắc dữ. cô ra Yes. để em xem cái ấy nào, để em tìm cái nào. À, con muốn coi đúng không? Được. Rồi, để cô đi từ từ. Đây, four games. Ở trên có bốn trò Xuống. chơi nha. Food game, Grammar, Pebbles, Monster Vocab, Future Going To, Review, Monster Phrases, Phrasal Verbs, Past Vocab, Simple Present, Date, Jobs Game, Weather, Perfect Tense, Spelling Bee, Close, Times, Fast phrases. Word shirt. Oh, we should play this one. Vocab game. Past tense. Concentration. Tí nữa mình chơi này cũng vui nè. Compare. Compare. Monster numbers. Questions. Reposition. Conditional sentence. Big describer. Hangman. Animal mystery. Fast English. And falling clown. Lên đi cô. Rồi lên, có trò này vui nè, để cô cho con chơi. Đây. Ok, đợi em chút, để em chút nữa. Xong rồi cô ơi. Nên chơi cái nào? Food và animal là xong rồi. Body của Rồi, cái dễ học nhất nha. Let's rồi. do numbers, ok? Rồi. Rồi bây giờ nhớ và sẽ lật lên những hai hình giống nhau là con sẽ kết thúc ha. Ví dụ như đây. 70, 70 đi về, bây giờ mình đi kiếm số 70 nào. Chi ở bên này. Đánh dấu lên màn hình cho cô đi. Ok. Để cô mở Đây. ra cho. Ok đây đúng không? Wow. Rồi, số 12. Tiếp tục. Mở đâu? Thirty. Wow. À, 12 nè. Đây rồi, Wow. Chính xác. Tiếp theo. không gì cô.
Cái hồi nãy em thích đây nè. Four. Đây. Two. Ôi không, ở đây. Fifty. Ở đây. Four. Ở đây. Seventy. My God, ở đây nè. Seventy. Seventy. Where else? Đây. Zero. Đây, đừng cho ở đây. Twenty. Đây. Two. Oh my Two. 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 God. Quá Where đỉnh else? luôn. Forty. 40. Eighteen. Từ em nhớ là 40 đây nè. Forty. Forty. Wow, good. Oh. Đây. Five. Nè. Five là đây. Four. Đây. À không. Hai là đây. Five. Five. Good. Đây. Eighteen. Eighteen. Đây. 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 Four. Four. Twenty. Four Twenty đây. nè. Four. Four đâu? Four. Four. Mình biết đây đúng không ta? À không, không, không. Đây, 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 Đúng rồi. Giỏi quá đây, ta, đây. nhớ lâu quá nè. Six. Một cặp. Thirty. No. Six. Six. Twenty. Twenty. What's next? Trời Đây. ơi, vui quá. Con ngồi xuống ghế này Thirty. ngoan. Thì nè, bên cạnh luôn. Thirty. Như này. Eighteen. Chín ở đây. Eighteen. Rồi còn lắm. Fifty. Fifty. Good. Dạ. Excellent. Excellent. Red. Việt Nam. Oh wow. Jumper. Có ở hạng mấy? Có thấy ngồi hạng mấy không? Hạng 2 lẫn có. Wow, congratulations. Giỏi quá ta. Tí nữa mình chơi lại. Mình thắng bạn này được không? Bye. Ok. Rồi. So we play later. Chơi một cái màn khác đi, một cái I màn khác know, I know. đây Rồi. mà ta. Here. Let's play this one. Thì sáu không? Six. No, five. Five, five, five. Còn năm, năm cái cũng được. Yay! Đó, em No. không gì lắm, em nhầm. Từ từ. Em Rồi. ấn cái tự nhiên, em ấn cái chỗ mà em tích xong nè. Tự nhiên Rồi chơi lại vòng này nó ha, chơi lại thôi. Rồi bây giờ mình chơi lại một vòng nữa. Bạn Dũng thắng nha. Ok. Go first.
Cố lên. Are you sure? I go this way. Here. Where are you going? Here. Are you the winner? Con thắng rồi hả? Đâu đường nào đâu, chỉ cô với. Vẽ không cái đường ngang quá. Mình chơi này xong mình phải vẽ cái đường ngang quá. Good. Rồi, bạn Dũng đã viết từ vựng vào vở chưa? Con đã viết vô vở chưa? Cô gửi phiếu học tập đó. Yes. Có ghi vào vở chưa? Chưa hả? Rồi, vì bây giờ mở vở ra ghi ngày tháng năm vô nè. Rồi cô sẽ hỏi từ vựng. What day is it today? Hôm nay là ngày mấy? Which day? Hôm nay là thứ mấy? Which day? Thứ sáu. Thứ sáu tiếng Anh gọi là gì? Còn ai đây? Friday. Rồi tháng 7 mình gọi là gì? Không nhớ. Rồi tháng 8. Tháng 7, tháng 8, 6, 7, 8. Rồi tháng 1 gọi là gì? Đọc cho cô nghe. Không biết Không biết luôn. Học rồi mà. không? Con chưa học hả? Ngày thì con biết rồi đúng không? Thứ hai đến chủ nhật đọc sao? Đọc cho cô nghe với. Chưa. Thứ hai đến chủ nhật. Đây 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 Thứ hai là chủ gì? Monday Thứ Wednesday ba. Thứ tư. là thứ ba là Tuesday Thứ tư. thứ tư là Wednesday Thứ năm. thứ năm là Thursday Thứ sáu. sáu là Friday Thứ bảy. thứ bảy là Saturday. Chủ nhật. Chủ nhật là không biết. Chủ nhật là gì? Chủ nhật là gì ta? À, sáng xuống đây. Hả? Chủ nhật là gì? Thứ bảy là gì và chủ nhật là gì? Saturday và Sunday. Đúng rồi, Saturday và Sunday ha. Tháng 7 mình sẽ gọi là July. Hôm nay là ngày 28. Coming and going. Number two. Are you finished? Hãy subscribe Okay.
Rồi, so there are a few picture. Ở đây cô có một số hình. But I need you to write the name. Và cô cần bạn Dũng ghi tên của những đồ vật này lên màn hình cho cô What's ha. the name? Number one, what is it? Name. Train. How do you spell train? TRIIN. Good. Number two, what is it? Ship. Sheep. How do you spell sheep? S is ha S S Rồi, quên rồi. Chớ chưa. Rồi còn nữa. Ừ. Không có mở đấy ra nha. Không có chờ ăn gian nha. Yeah. Rồi, con tàu bự mình sẽ đánh vần là S H I P. Ok. Nhớ chưa? Em cũng được nói vậy nhưng mà Nãy không. cho mình xém đúng rồi, thiếu chữ cái cuối cùng thôi. Chút xíu nữa là được rồi. Rồi, phương tiện giao thông mình có từ gì? Vehicle. Ừ, vehicle mình đọc sao? Đánh vần sao? Đọc. Đi. Rồi, con thấy xe buýt rồi đó. Vehicle. Good. This is vehicle. And what about this? Motorbike. Motorbike. Good. And the last one? Cái cuối cùng, cái cuối cùng gọi là gì? Ừ, rồi. Cô đâu yêu cầu đánh vần từ motorbike đâu. Còn hình cuối cùng mình nói là gì đây? Stop. Rồi, stop. Right. Rồi. And then, how do you go to school? Go school? I go to school by. By car. Good. I go to school by car. How do you go home? I I go go home by by car. car also. And what would you like to drive? I like car. Car, you like to drive car. What would you like to ride? I like a ride bicycle. Bicycle. What would you like to fly? I would like to helicopter. Fly helicopter. Okay, that's good. All right. Can you draw your favorite vehicle on the screen? Go. Vẽ cho cô phương tiện mà con yêu thích nhất trên màn hình. Chiếc xe hoặc là cái phương tiện nào đó mà bạn Dũng mơ ước có được vẽ lên màn hình cho cô ha. Và miêu tả cho cô nha. Rồi, dễ còn vô tiếp hả? Dễ còn vô tiếp hơi bị lâu rồi nha. Yeah. Are you finished? Well, see you. Which vehicle is that? No.
phương tiện gì đó. Tí nữa cô sẽ biết. Ok, cô cho con 2 phút đến 3 phút thôi nha, để mình học tiếp. Con bài mới nữa nè. Nên tạo ra một cái vẫn là xe ô tô nhưng mà nó lỏng. Ừ. Oops. Lâu quá, lâu quá. 2 phút nữa, 2 phút nữa. Ok. Nắm chưa? Cô không hình dung mà được là phương tiện gì luôn. Giống đôi giày quá nè. Giống chiếc giày quá. Không phải. Không phải hả? Muốn làm cả cái cốt nữa. Cái cốt đồng đồ. Cho thêm cái đèn. Cái đèn. Tiếp rồi. Giờ là bắt đầu vẽ cái ghế rồi. Cái này thì em chỉ vẽ được cô vài ba chỗ. Ghế này hả? Rồi, xong chưa? Kết thúc nhanh nè. Rồi, gần xong rồi. Để qua bài học nữa, xong bài này tiếng nữa con vô lớp lại là con học bài mới với cô. Đây, đây là nguồn nước. Đây là cái gối đầu. Ngon lắm. Rồi, xong rồi nha. Kết thúc nha. Rồi. Ok. What is this? It's a Đây car? là xe đu bay. A car. Ok, a flying car. Đây là xe đu bay ở Bay. The tương wheel is the lai. wheel. Cánh đâu? Xe Cánh của máy bay đâu? đu bay. Cánh của cái xe đâu? Rồi bánh xe Nó đâu? bằng tên lửa mà. Nó dùng bằng tên lửa mà. It's Nó really cool. dùng bằng tên lửa mà. Xe này có màu gì? Con có màu xanh với màu cam gì đó hả? Cam. Xanh cam. Wow, that's really Cam là cool. nguồn nước. Cam là Giữ nguồn lại nước. ha. Cô giữ lại cái này nha. Rồi, cô lưu lại nha. Xe của bạn Dũng ha. Red. Ok, rồi cô lưu rồi đó. Rồi, look at this picture. It's a beautiful day. There's a family on the boat. The family is on the boat, okay? So, tell me, what can you see in the picture? What can you see? Yes, what can you see? How many Can fish are there you see? in the picture? Can you see? Why? How many fish are there in the picture? Can you see? I can see one, two, four fish. There are four fish. There are four fish. Are you sure? Four? Four or five? Five. Five. What color are they? They are yellow. Yellow. Yellow fish. Good. What is the girls doing? The girl is riding by. Riding a bike. Yes. And what is the boys doing? The boy is playing.
With? He's playing with Boy what? playing the Yes, he's playing with the toy. Is there any car there? And what color is it? toy. What? Is there any car there? And what color is the car? Is a truck? No, có thấy xe hơi nào đó không? Is there any car? Yes, I have a car. Yes, what color is the car? The color is a green car. Green car. Rồi, do you see this bird? Con thấy chú chim này không? What is it doing? Is that Chim đang làm gì đó? Is a dog? is Mặt nạ. sleeping? Sleeping. Có mặt, có mang gì nữa? What? What is it wearing? Có mang gì nữa? Is glasses. Yes, wearing glasses. Is the woman wearing a hat? Yes. What color is her hat? The hat is green. Green, yes. Next one. What can the family drink? Gia đình này có cái thứ gì? Kể liệt kê cho cô các loại nước uống mà họ có thể uống. One. Water. Water, number two. Juice. Juice, number three. Three is no, Còn water cái gì nữa? new Milk. new Milk, chính xác. Rồi gì nữa không? Coke hả? Ok, Coke. Rồi, ở trong trong tiếng Anh mình có sinh tố, mình sẽ gọi là smoothie. Hoặc là milkshake. Milkshake, yes. Sữa lắc thì con sẽ có là milkshake. Là sữa lắc Milkshake. nha. Em Rồi, học tiếng Anh. Em chỉ có sinh drink. Tất cả các loại nước ngọt nói chung thì con sẽ gọi là soft drink, nước ngọt. Ok. Rồi, so we got these drinks that the family can drink. tố. Rồi, tiếp theo. Let's talk about the picture. Rồi, hồi nãy giờ mình đã đi miêu tả, mình đã đi trả lời các câu hỏi về bức hình này rồi. Bây giờ con, bạn Dũng, mình sẽ tự miêu tả bức tranh này theo ý của mình ha. Nói cho cô biết, kể một câu chuyện trong bức tranh này đi. Không biết Rồi, không trong biết bức tranh này con thấy gì? I can see. I can see five yellow fish. There is a duck is sleeping and wearing glasses. The man is driving the boat. The girl is driving by. The boy is playing toy car. The woman is sitting and wearing a green hat. Okay. Ball is a ball and on the water. Good job. All right. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra rồi con vô lại giúp cô nha. Không thôi tí nữa mình phải đợi á. Ok. Thoát ra vô lại, mình chơi rồi chơi chút và mình học tiếp. Ok. Nhanh nha, không thôi nó bắt mình đợi nè.